Mời quý vị nghe coi. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25, phải không? 26. Xin lỗi. Thưa các vị, hôm nay là ngày 20... Thưa các vị, mình có một cái bệnh trời cho là không nhớ con số nghe. Chữ nghĩa mình nhớ được, nhưng mà con số thì mình cứ quên. Và mình muốn nhớ chính xác á, thì trước khi dạy mình phải dỡ lịch ra coi ngày nay là ngày mấy. Và kỳ thực là ngày nào cũng là ngày cả. Không gian nó không có quy định là cái chu kỳ nào với chu kỳ nào. Ngày, thưa các vị, đúng ra là nó cũng không có ngày nào với ngày nào. Nhưng mà con người tự đặt ra cái chu kỳ lịch số để sống theo cái quy định của ngày giờ trên hành tinh này. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, khi có ngày giờ thì người ta dĩ nhiên là phải gắn bó đời mình rất chặt với từng giờ của đời sống. Và thưa các vị, hai cái nhìn quán chiếu về điều này. Điều thứ nhất là nếu người ta an trú trong cái giờ của tâm lý á, thì thời gian nó vô cùng là kỳ cục. Tức là thời gian nó không có thật. Đối với một số người đi làm trong tới cái ngày lãnh tiền thì thời gian nó rất là dài, phải không? Thế rồi đối với anh chàng thanh niên mới lớn mà anh gặp người thương của anh thì anh thấy một ngày gặp mặt người thương dĩ nhiên có chút xíu vậy. Thế rồi đối với những người ngồi trong bệnh viện và trông chờ từng phút giây để cho người thân mình tỉnh lại đó, thì các vị biết thời gian nó dài gấp 10 lần so với thời gian bình thường nghe. Mình nghe cái tiếng tích tắc của đồng hồ, thưa các vị, là mình thấy nó dài vô cùng. Các vị đã từng nuôi ai bệnh trong bệnh viện chưa? Và các vị đã từng ngồi trông chừng để cho người thân mình tỉnh lại chưa? Và ai cũng có kinh nghiệm này cả. Do vậy cho nên, thưa các vị, thời gian nó không thực. Tuy nhiên chúng ta sống giữa cuộc đời này mà nếu không có một cái quy ước bình thường là thời gian, thì chúng ta không biết làm sao để làm việc, không biết làm sao để giao tế, thậm chí không biết làm sao để hẹn hò với nhau về những buổi gặp mặt. Cho nên thời gian nó hai phần, một phần rất là giả vờ, một phần rất là thực. Thời gian vật lý rất là thực, thời gian tâm lý không thực nghe. Thế rồi đi vào cái chiều cao hơn nữa, thưa các vị, thời gian của đời sống chúng ta nó rất là khác biệt. Ví dụ cũng là đời sống, nhưng mà đời sống của con ve sầu thì 3 tháng của nó là một đời người. Đời sống con muỗi thì một đời của nó là bao nhiêu ngày? Rất ngắn. Đời sống của một con chó thì một năm cũng đất trời vận hành với nhau, nhưng một năm của con người thì bằng 7 năm của con chó. Cho nên nó mà sống tới 10 năm nó là bà cụ 70 tuổi. Còn nó sống thêm 15 năm thì nó bao nhiêu tuổi? 100 mấy chục tuổi, phải không? Thế thì thưa các vị, thời gian vật lý không thực. Thời gian vật lý thì thực, nhưng mà thời gian tâm lý không thực. Thời gian tâm thức của ta đối với từng chủng loại nó cũng không phải là loại thực. Ví dụ như chư thiên, một ngày của họ thì bằng ta có khi là nhiều năm, 3 năm của dương thế. Rồi tùy cái chiều cao của những từng trời khác biệt mà thời gian có khác. Có những vị thiên sống một ngày của họ bằng chúng ta tới 100 năm. Tức là những tầng trời cao thì thời gian của nó
Một ngày, thưa các vị, đối với chúng ta dường như thâm thẳm, cho nên Thế Tôn bảo rằng khi đọa vô cái kiếp ngạ quỷ có khi hàng triệu năm à. Từ Đức Phật Ca Diếp cho tới Đức Phật Thích Ca có mặt là triệu năm của thời gian vật lý, tức là thời gian của hành tinh này. Nhưng mà cái loài quỷ đói kia vẫn còn đỏ trong cái kiếp bị làm ngã quỷ. Cho nên thưa các vị là mình làm thiện nghiệp, cái điều ví dụ gần nhau để hiểu, làm nghiệp lành, đời sống mình nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thì một ngày nó rất là ngắn, phải không? Thế là các vị không có đủ phước duyên, không có nghiệp lành nhiều, rớt trong chỗ lao lý nhà tù thôi, thì cũng một ngày với nhau, nhưng mà ngày đó dài hay ngắn? Vô cùng dài. Do vậy cho nên thưa các vị, thời gian đời sống này nếu mình khéo á, thì một ngày của nhân gian mình tu phước lành của mình có thể là trong kiếp tương lai mình sinh vào những cảnh giới lành, thoát được cái đời sống nó vô cùng là hạn chế của thân phận loài người. Cho nên cái tông niệm Phật thưa các vị nó rất là hấp dẫn chúng ta là vậy. Tại vì nơi kia một ngày của cõi A Di Đà có khi bằng của chúng ta 1 triệu năm. Và đa phần Phật tử Việt Nam của truyền thống văn hóa đạo Phật thì họ đi vô pháp môn tịnh độ rất là dễ là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình phân tích để các vị thấy rằng là thời gian mỗi cảnh giới mỗi khác, mỗi tâm thức mỗi khác, rồi mỗi cái tình cảm vui buồn nó cũng rất là khác biệt. Và chuyện thứ hai, thưa các vị, là nghiệp quả là cái điều gì nó vô cùng là hiện thực, chứ không phải là cái gì mù mờ. Cái nền tảng người tu Phật đầu tiên mà chúng ta chưa có niềm tin với nhân quả tội phước thì con đường tu rất là mong manh, không tiến được. Các vị phải thiết lập cái nền tảng nhân quả rất là vững chắc. Điều thứ nhất, nhân quả không phải là do một đấng thần linh nào bày đặt, cũng chẳng phải do Đức Thế Tôn chế tác. Nó là quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu à. Anh tin hay không tin gì, nhân quả nó vẫn rớt xuống đời anh. Anh có quy y hay không quy y gì, anh làm ác thì anh thọ nhận quả. Anh đừng nghĩ rằng anh quy y, anh cúng dường tam bảo vạn nọ triệu kia mà anh thoát được nghiệp. Không, cúng dường là cái phước anh tạo. Thế nhưng mà anh gây ác thì anh vẫn cứ bị nổi chìm trong nỗi khổ thôi. Tại vì không thể hối lộ cho ai để thoát được cái khổ cả. Anh phải tự tu để chuyển hóa thôi, chứ không vì lý do là anh hối lộ thần linh hay hối lộ Thượng Đế hay hối lộ các thầy và ai giúp cho anh thoát khỏi cái nhân ác anh đã gây. Thế rồi cái nhân ác là cái chi anh đã gây? Thế các vị, nó có 3 phần là từ thân, từ miệng, từ tâm thức của các vị nghe. Mình cứ nghĩ rằng là mình suy nghĩ, mình nghi ngờ và mình thù ghét người ta thì không có tội chi? Có tội không? Vừa khởi ý niệm thù ghét, giận dữ, căm phẫn người ta thì có tội rồi. Kỳ thực là chưa cần đợi cái tội nó hoàn tác lại, tức là đợi cái tội nó trả về cho các vị do cái nghiệp ác các vị đã gây. Mình chất chứa một bụng giận dữ, căm ghét thì các vị thấy là lòng mình nó rất là tội nghiệp rồi, chứ không có phải là cần đợi quả báo nó dội về. Các vị mà thù ghét người ta, căm giận người ta, thế thì tự thân các vị đã đốt cháy mình rồi. Gan của mình, tim của mình nó hồi hộp, nó rất là khốn khổ, gây nghiệp ác. Thưa các vị, mình nhận quả báo đầu tiên chứ không phải ai cả. Thù người ta chưa chết mà mình chết trước. Căm ghét người ta chưa làm được gì cho người ta mà mình có thể bị tai biến và bán thân mất tội như thường thôi. Liệt nửa người như trời thôi. Càng già, cái tình trạng này nó càng dễ xảy ra. Người già nào mà lòng họ phừng phừng như lưỡi trái thì biết rằng không sớm thì muộn họ cũng bị tai biến thôi. Không phải mình trù nghe, cái chuyện này trù nhau chi, chuyện hết gì đẹp. Nếu mà các vị không thông minh thì các vị tự diệt chết đời mình.
Thưa các vị, đúng nguyên tắc của đời sống là càng dài người ta phải càng dịu, càng mát, càng dễ thương ra, tâm tình càng hài hòa, càng lành thiện ra. Cái điều này nó đúng với nguyên tắc vận hành của đời sống à. Các vị hình dung rằng cái người già nào ra đường lái xe bằng được thanh niên, phải không? Hệ thần kinh đó chậm lụt lại, trí nhớ mình nó rơi rớt dần, rồi cái sự phán đoán của mình nó chậm hơn người ta nhé. Thanh niên thì ra đường nó chạy, nó thách đố thiên hạ, nó có thể đua xe được, và cảnh sát rượt nó không phải dễ. Còn các vị ra đường thì thưa các vị, mặt nó lưng rồi, rất nhát gan, lái xe nhát lắm. Không có ông già nào có thể hùng hổ sống như thanh niên. Thế thì cái nguyên tắc là càng già tâm thức mình càng dịu lại nhé. Già mà giận dữ, sân si là sai nguyên tắc của đời sống. Tự chuốc cái chết, tự chuốc cái đau khổ là tai biến. Chuyện này thiệt, không hù đâu. Một ngày anh có khả năng giận chừng 3 lần, lòng anh nó sụp sôi như lửa, thì anh hãy chắc ăn rằng là làm tờ di chúc cho con đi. Thế thì thưa các vị, ngay nghiệp miệng thôi là các vị đã chuốc khổ cho tự thân rồi. Thế là thân hành của ta, ta hình dung rằng là nếu tuổi già mà mình không thể đồng thấm dịu dàng, mình không dễ thương, mình vụn vặt, mình gây hấn với con với cháu của mình. Tuổi già không gây hấn hàng xóm được đâu, tại vì hàng xóm Mỹ không à, ghét họ. Thưa các vị, cũng không dám nó đụng cái đó, nhà nó có súng mà, phát xác ra đó mà chửi mắng nó là nó bắn cho mình mà bỏ mạng, phải không? Nhưng mà người già bao nhiêu nỗi phiền muộn bực bội trong tâm thức thì có thể trút cái điều này cho người gần ta nhất là ai? Con ta, cháu ta, dâu ta, rể ta. Thông thường thì con mình, con trai con gái mình không có trút đâu, giải chi trút, trút việc vừa vào dâu vào rể thôi. Nó là người dưng, nó là người dưng. Tại nó đó, cho nên mất đứa con đó, tại nó đó, nó xúi cho thằng con mình ngày xưa nó rất là dễ thương, nó làm ra bao nhiêu tiền nó cho mình hết. Giờ có con nó về cho nên rồi tiền nó mấy tháng rồi nó không cho mình trăm đồng. Thưa các vị, cái mối xung đột nghìn đời là mẹ chồng với nàng dâu. Người ta chưa ghi vào sách vở cái sự xung đột của mẹ chồng với cha chồng với nàng dâu, phải không? Mẹ chồng với rể người ta cũng không nói sự xung đột nhiều, nhưng mẹ chồng nàng dâu là mối xung đột nghìn đời nghe. May mắn thay là những đứa bé trên đất Mỹ này nó có chồng rồi, nó không có làm dâu ai. Nhưng mà đa phần các vị ở Việt Nam thì các vị dường như 99%, các vị nhìn lại lòng mình đó, mình cay đắng vô cùng cái lúc mình về làm dâu, phải không? Rồi làm dâu thì cay đắng là chuyện đương nhiên, nhưng mà cay đắng thêm nữa là có mấy cái chị o chồng, mấy cái cô o em chồng nữa, gọi là mấy cái o nhọn mồm á. Mình tưởng rằng là mình làm dâu nó khốn khổ vậy. Thế rồi thưa các vị, em của mình hay là chị của mình mà có chồng thì nó cũng về, nó tỉ tê, nó nói chị nó ôi mấy cái o chị chồng em chồng của em khốn khổ quá, ra là ai cũng mắc cái hoàn cảnh như nhau. Mà mình không soi gương mình cứ nghĩ rằng người kia nhọn mồm, mà quá ra mình nhọn hơn. Thế thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ rằng là tâm thức người ta nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy căm ghét, tràn đầy bất an. Thế thì các vị đi đâu các vị cũng gây rắc cái nỗi niềm phiền muộn cho người khác cả. Không gây phiền muộn khổ đau cho người hàng xóm láng giềng dễ dàng đâu, nhưng mà ta gây phiền muộn, ta chuốc khổ đau, ta chà đạp người thân của ta là cái điều vô cùng tội nghiệp. Thân à, miệng à, ý nè, nếu nó còn những ác nghiệp trong đây thì không trách, không tránh được. Chắc chắn là không có tránh được cái tình trạng là mình vung vãi điều đó vào người thân của mình thôi. Dường như hôm trước mình đến đây có một buổi dạy học nơi đây, mình có nói với các vị một câu và nó trở thành một câu linh chú nha. Tức là chúng ta có một cái thói quen đó là chứa rác làm của, phải không?
Mình hình dung rằng là rác rưởi của nhà mình một tuần mà xe nó không lấy thì các vị thấy khó chịu đến nhường nào, phải không? Nó vung vãi ra đầy. Rồi nếu những nơi có nhiều con thú mà sóc nó vô nó mươi thùng rác nữa thì thưa các vị mình rất là giận dữ. Chỉ có một tuần thôi đó. Rồi các vị nhìn ngược tới lại coi các vị chứa rác bao nhiêu lâu trong đây. Từ cái thời về làm dâu, phải không? Bao nhiêu cái nỗi phiền muộn bà vợ chồng, bao nhiêu cái sự căm ghét các cái o chị chồng và em chồng, cho tới hôm nay mình vẫn còn uất ức nha. Ấm áp trong lòng, no, mỗi lần nhớ tới ăn cơm không được, thế thì mình chứa rác làm chi? Làm của báo. Và khi nó có trong đây phiền muộn, giận dữ, căm ghét, thưa các vị, nó tràn đầy trong đây thì người thân mình lãnh đủ. Cho nên thưa các vị, nếu không khéo tu tập thì cái chuyện xảy ra rất dễ, đó là ta luôn chứa rác làm của báo, rồi ta vung phải những điều đó lên người thân của ta, con em của ta, cháu chắt của ta. Rồi nhân quả đó là một cái sợi dây chuyền á. Cái từ ở miền Nam nhà quê ta gọi là chuyền ngọn, các vị biết không? Không biết cái từ là nhà quê này. Mình có cái điều vui là mình sinh ra ở chốn nhà quê hủ lậu, cho nên những cái từ này mình thấy nó rất là dễ hiểu. Chuyền ngọn nghĩa là người ta làm ra một cái nhà máy xay lúa. Các vị biết rằng là từ cái gào nó múc lúa lên dày, nó bỏ qua cái bằng gần ha. Cho nên 50 giỏ lúa đầu tiên đổ vô không có một hộp gạo chạy ra nghe. Tại vì nó dính vô trong máy hết à. Những cái cối sai, cối giả, cối lứt, cối gạo trắng, và những cái bằng gần để nó sàng lúa ra đó, thì các vị không có một hạt gạo nào ra hết. Rồi phải đổ vô thêm 10 giỏ lúa nữa nó mới ra những hạt gạo. Thế thì hạt gạo đó của ai? Của chủ nhà máy, nó đã bỏ vô 50 giỏ trước. Thành ra mình bỏ lúa mình vô sai thì mình lấy cái gạo của người xả trước chứ không phải là gạo của mình nha. Gọi là chuyền ngọn, nó luôn là như vậy. Rồi cái chuyện chuyền ngọn nhân quả là chi? Thưa các vị, cái nghiệp lành, nghiệp dữ của các vị gieo vào đời sống các vị, có khi nó trải ra con của các vị, cháu của các vị. Đó là chúng ta nói về cái chiều dài liên hệ nhân quả giữa mình và người thân của mình. Rồi chiều dài liên hệ nhân quả, thưa các vị, là nghiệp quả các vị gây trong đời này có khi nó chưa hiện thành hình để các vị thọ hưởng cái quả đâu, mà nhiều đời sau. Nhiều đời sau, đời này bỏ cái thiện tâm vô, bỏ công đức lành lại Phật, niệm Phật vô, mà sao mình thấy mình cứ buồn phiền, mình cứ bị nhiều cái nỗi bất trắc. Mình nghĩ rằng là tại sao tu mà kỳ cục vậy, tu không thấy quả lành tới. Nhưng mà đâu biết rằng là quả ác trong quá khứ mình đã từng đổ vào nó đầy cối rồi, phải 50 giỏ lúa đổ vô rồi. Thưa các vị, sau đó có khi kiếp sau mình mới thọ hưởng cái quả lành mình đã đổ vào trong kiếp này. Gọi là chuyền ngọn nhân quả là như vậy. Hãy có niềm tin với điều này. Còn không thì thưa các vị, mình mới làm lành hôm qua và mình mong chờ quả báo thì dường như là chuyện này hơi vội vàng. Tuy nhiên cái quả báo gần nhất đó là thế này. Các vị gieo vào tâm thức các vị một ý niệm lành, một tâm thức tràn đầy sự vị tha thương yêu, thì quả báo nó liền đến cái tâm thức các vị nhanh vô cùng. Tại sao nó nhanh vậy? Ý nghĩ mình nó nhanh hơn cái hành động mình bao nhiêu lần các vị biết không? Chớp mắt là ý nghĩ mình nó trôi xa ngàn dặm. Còn hành động mình, thưa các vị, mình đưa tay ra, đưa tay vô thầy, nó đòi hỏi mất mấy giây. Rồi mình nói một lời làm thiện, khen ngợi người, có khi thưa các vị phải đợi tới một năm sau nó mới thấm vào người nhé. Có khi mình nói họ rất là hững hờ, rồi cái điều kiện nhân duyên tới họ bắt gặp những cái sự việc chi nó xúc phạm vào đời sống họ, mà họ mới nhớ rằng cái lời khuyên của mình hữu lý. Thế thì lời nói này, hành động nó chậm hơn ý tưởng là như vậy. Và cái điều kỳ lạ thay là ý tưởng nó lại là đầu nguồn của nhân quả, đầu nguồn của mọi tội phước. Do vậy cho nên ba nghiệp, thưa các vị, từ thân, miệng và ý, thì ý là chủ là như vậy. Cho nên thưa các vị, đời sống chúng ta, khi mình biết rằng
thời gian của một mạng sống mình nó rất là mong manh, nó rất là ngắn, cho nên không có phung phí một ngày để cho ác nghiệp nó tràn đầy thân tâm. Tại vì một ngày nơi trần thế mà các vị gây nên cái nỗi niềm của ác nghiệp, thế thì các vị phải trả, có khi trong cảnh giới vô hình như loài ngã quỷ mất cả hàng triệu năm, nó dài thâm thẳm không biết đâu mà lường. Niềm vui thì rất ngắn mà nỗi khổ thì rất dài nhé. Tâm thức chúng ta nó đã có một cái quy trình hẳn nhiên như vậy. Chưa cần nhìn vào nhân quả quá khứ xa vời, các vị nhìn vào những niềm vui nó đến, các vị thấy nó nhanh hay là nó chậm vậy? Quá nhanh. Rồi các vị nhìn vào lòng để thấy nỗi buồn nó đến với ta thì nó chậm hay là nó nhanh? Quá chậm. Cái sự họp mặt trong đời sống gia đình chúng ta, một buổi tiệc hội ngộ, thưa các vị, chóng vánh rồi nó qua mất. Thế nhưng mà nếu có người thân nằm trong bệnh viện mà các vị đến, các vị nuôi, thì các vị thấy một ngày dài đằng đẵng. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận diện rằng thiện nghiệp mình làm để hưởng phước lành thì thưa các vị, điều thứ nhất đó là những cảnh giới chư thiên mà mình lên trên đó được đó, thì cái niềm vui nó rất là dài. Còn ác nghiệp mình gây thì mình ngay trong cái cảnh trần thế này mình rớt xuống thì cái quả báo mình thọ hưởng, mình thọ nhận nó cũng rất là xa. Và chưa hề có cái gì không có nhân và quả cả. Nhân quả nó xoay tròn, nó không có chường ai cả. Dù anh là hoàng đế, anh gần trong cảnh giới nhân gian này, dù anh là tổng thống, anh cũng chịu chung cái nhân quả nghiệp báo như bao nhiêu con người bình thường. Thế là mình đọc cho các vị nghe một câu chuyện cũng liên hệ đến nhân quả. Đây là một vị đạo sư của truyền thống Mật Thừa tên là Ngài Savaribha. Ông ở một cái vùng núi là Virama. Và anh đạo sang này giết hại muôn thú để sống. Anh sống bằng nghề viết thú và giết thú để sống. Và hai vợ chồng đều săn thú giỏi như nhau. Và hình dung rằng từ bé là họ đã làm cái nghề này. Do vậy cho nên cái ác nghiệp nó chồng chất lên, cho tới một hôm Ngài Quan Âm, Ngài thấy Ngài thương xót quá, Ngài hiện thân để cứu độ hai vợ chồng anh thợ săn kia. Và Ngài hiện thân thành một anh thợ săn mang cung tên đầy người hết, đón đường anh kia. Anh kia nói: ông là ai? Thì quá thân Bồ Tát Quan Âm nói: ta là thợ săn. Hỏi: ông săn giỏi không? Nó dĩ nhiên là ta săn giỏi hơn ngươi có 1000 lần. Nói: có thật không đó? Ông bắn một mũi tên giết bao nhiêu mạng mà ông nói rằng ông là thợ săn giỏi. Thì quá thân của Bồ Tát Quan Âm nói: ta bắn một mũi tên chết cả 7. Nó đấu trời. Nhân mạng vật mạng nó đâu phải là chuyện đùa. Cực chân đã tôi mới giết thú cầm để tôi sinh sống 3 ngày, tôi bán tôi sống còn, mà ông thì ông giết một cách vô tội vạ như vậy, bắn một mũi tên chết cả 7 như thế. Nên đúng, nói tôi không thể tin được, bởi vì điêu luyện lắm, thần điển như tôi mà tôi bắn một mũi tên chết một con là thiên hạ đã khen ngợi vô cùng rồi, còn ông bắn một mũi tên chết cả 7, chuyện này không thể có. Thế thì Quan Âm nói rằng là ngươi sẽ tin thôi, ta có năng lực như vậy. Thế rồi Quan Âm dẫn nó đi theo ta, ta chứng minh cho mày thấy. Thế rồi đi theo Ngài Quan Âm, thấy một bầy sơn dương khoảng chừng 300 con. Anh chàng nói rằng nói: Ngài giỏi, Ngài bắn một mũi tên mà chết được 3 con là tôi đã lại Ngài rồi. Quan Âm nói: được, ngươi hãy coi đây, muôn mũi tên rồi rạp hết một bầy sơn dương 300 con. Tên kia mất hồn mất vía. Đó, ông làm sao ông hay vậy? Nó nói: ồ, ta có pháp thuật, ngươi muốn học không? Ta nói rằng nó học chứ. Nếu mà có khả năng ông truyền đạt cho tôi cái nghề bắn tên mà có thể sát hại loài thú nghề thì tôi chỉ cần bắn một mũi tên thôi. Tôi vác xác nó về dưới phố, tôi có thể sống được vài tháng mà không có cần đi săn nữa. Nó nói: ồ, ngươi muốn học ta thì cái điều đầu tiên là không được sát hại sinh mạng nữa trong vòng 3 tháng này.
nó tôi ăn cái gì, nó mì kiếm rau cỏ mì ăn đi, và ngồi yên trong nhà không được đi đâu cả, hãy ngồi xếp bằng tĩnh tâm dưỡng thần và không được đi đâu cả, mà phải ăn chay cho ta 3 tháng rồi ta tới ta truyền nghề cho người. Bồ Tát cũng dụ khị thiên hạ, phải không lười à? Và thế rồi nghe lời ăn chay, hai vợ chồng cùng nhau ăn chay. 3 tháng sau hóa thân Bồ Tát hiện tới. Ông kia mừng quá, nói tôi tưởng ngài thất hứa, ngài bỏ tôi, ngài đi luôn, ngài lừa gạt tôi, bắt tôi ăn rau cỏ 3 tháng xanh da xanh xương hết, bây giờ ngài bắt thường thôi. Quá nói không, người lớn mà, ta nói là ta giữ lời, yên tâm. Bây giờ trước khi học nghề ta, ngươi sẽ nhìn cái vòng hoa thế này, thế rồi ngài hái hoa rừng đó, ngài rải một cái vòng tròn như cái vòng tròn Mãn Đà La vậy đó. Ngài biểu hai vợ chồng ngươi nhìn vào cái vòng tròn ta vừa rải đó. Hai vợ chồng ra nhìn vô là mắt mũi tối tăm, thấy là từ ngày mình sát hại sinh vật cho tới bây giờ là bao nhiêu thú cầm nó bị giết chết á. Cái tiếng kêu la rên rỉ của nó quằn quại trong cái vòng tròn Mãn Đà La. Rồi thấy luôn cả cái nghiệp mà do sát sanh gây ra, ông chịu cái cảnh khổ đọa đài làm loài quỷ, bị cưa, bị chặt, bị nấu, bị bầm ở trong cái cõi địa ngục vô cùng kinh khiếp. Anh ta coi rồi là bàng hoàng hết, mồ hôi vã ra như tắm. Nói, ngài làm sao? Ngài cứu giùm con. Con em hỏi, chứ mi thấy cái gì trong đó? Nói, tôi thấy là toàn bộ cái khổ cảnh do tôi đã gây ra cho vạn loại thú cầm, và tôi sẽ thọ hưởng được quả này, xin ngài cứu tôi. Con em nói, mi muốn ta cứu thì ngay bây giờ ngươi phải quỳ xuống thọ trì mật pháp của ta, phát nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra làm bao nhiêu công việc thiện lành để đền đáp lại, để trả lại cái sinh mạng của loài vật mà mi đã từng sát hại. Hãy tu Bồ Tát hạnh. Thế rồi hai vợ chồng quỳ xuống thọ pháp với Bồ Tát Quan Thế Âm. Và thưa các vị, họ bắt đầu đi vào trong núi vắng, họ tu tập thiền định tới 24 năm. Và sau đó chứng được quả giải thoát rồi thì Quan Âm hiện ra nói, mi vẫn còn tội nghiệp, đành rằng có chứng quả nhưng mà nghiệp đã gây nặng quá, phải phát nguyện ở lại cõi nhân gian này quá độ chúng sinh, cho tới lúc Bồ Tát Di Lặc ra đời thành đạo mi mới được nhập Niết Bàn. Thế cho nên hai vị đó trở thành những bậc đạo sư, trong đây người ta gọi là đạo sư Savaribha, đây là vị đạo sư thứ 5 của truyền thống Mật Thừa. Thưa các vị, và có một bài pháp thoại rất là ngắn của vị đạo sư này, ông dạy cho những người có duyên với ông tu tập. Bài pháp thoại mình gom lại rất ngắn thôi, 2, 4, 6, 8 câu, 8-9 câu gì đó, để cho dễ nhớ, sách chép tặng cho các vị. Bằng không thì nói trăng nói củi nó bị quên. Tôi nhớ là dường như chép thì cứ chép, nhưng mà rồi hỏi ra thì chẳng ai thuộc câu nào, từ pháp cú cho tới kinh văn. Thưa các vị, những câu pháp ngữ này nó rất là dễ thương và cũng dễ nhớ nữa. Mình chép xong mình giải thích cho các vị. Này bạn hãy nhớ kỹ, này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu. Ngay đây và bây giờ, xin đừng hoài công tìm,
ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và phương thức hành trì có mặt trong mọi pháp. Mình đọc lại để cho các vị ở xa chép được. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và phương thức hành trì có mặt trong mọi pháp. Cái điều kỳ lạ là đây là vị sư của truyền thống Mật Thừa, thế nhưng mà ngôn ngữ ông dạy đạo nó giống với thiền sư lắm nghe. Các vị thấy rất giống. Ý đầu tiên nó tặng cho chúng ta một món quà thưa các vị. Đó là khi nhân duyên lành hội tụ đủ thì các vị tự nhiên gặp được những vị thầy. Những vị thầy trong truyền thống Mật Thừa thì người ta gọi là các vị đạo sư, phải không? Một là đạo sư nè, hai là chân sư nè. Và trong truyền thống nhà thiền thì gọi là thiện tri thức. Ý đầu tiên mình muốn thưa rằng là khi tâm thức mình dâng đến một cái chiều cao, tức là cái niềm đam mê tu học muốn vượt thoát nỗi khổ của mình nó dâng lên, thế thì mình có khả năng gặp được những vị thầy. Hãy gọi đi, đò sẽ tới. Hãy gõ đi, cửa sẽ mở. Đây là những câu cách ngôn của các truyền thống tâm linh này. Anh không gọi, đò làm sao đón anh? Anh không gõ cửa thì cửa làm sao mở ra cho anh? Anh không có một cái niềm khát khao tu tập thì không đời nào anh gặp được chánh pháp cả. Cho nên thưa các vị, cái ý đầu tiên rằng là đừng nghĩ rằng đây là thời xa cách Phật lâu, mình không có điều kiện thừa hưởng được pháp của Thế Tôn. Không, tùy vào tâm thức của các vị, niềm khát khao của các vị. Niềm khát khao đủ lớn và tâm thức mình dâng lên đến một cái mức độ nào đó thì tự nhiên mình gặp được Phật pháp, gặp được chánh pháp. Hồi xưa ông cụ Trúc Lâm, ông có một cái diễn văn khai mạc khóa tu, ông cụ nói cái câu mình nhớ cho tới hôm nay, tức là từ năm 73 cho tới bây giờ là mấy mươi năm đi qua. Nhưng mà những lời này rất là chân lý. Ông nói rằng là dù trong mùa đông nhưng vẫn có ngày mùa hạ chứ. Cho rằng là mùa hạ nhưng mà vẫn có những ngày trời dịu mát như mùa đông. Thiên nhiên thời tiết bên ngoài nó là như vậy, thế thì đừng nghĩ rằng thời này là mạt pháp mà không có chánh pháp. Thưa, chánh pháp vẫn còn có mặt. Đừng nghĩ rằng cách Phật đã xa mà chúng ta không học được chánh pháp của Như Lai. Thì thật là thập phương chư Như Lai và năng lượng lành của Bồ Tát vẫn còn có mặt trong không gian mênh mông này, tùy vào cái mức độ tâm thức của các vị nâng lên đến một cái mức độ nào đó, thiện lành đến một cái mức độ nào đó thì các vị được sự gia trì của Tam Bảo nghe. Cho nên cái niềm tin Tam Bảo mà chưa có thì thưa mình chưa thiết lập được nền tảng tu. Từ niềm tin Tam Bảo có mặt, mình sẽ tin dễ dàng về nhân quả tổ phước là cái gì, nó rất là hiện thực. Hai điều này mình còn chưa xác định được, thế thì thưa các vị, dường như là mình đến với đạo học lý thuyết để lý sự cho vui thôi, chứ còn mình chưa đi vô sự tu tập. Hay nói một cái cách dễ hiểu nữa là học Phật pháp để cãi lộn cho vui thôi. Lý sự là cãi lộn đó.
Do vậy thưa các vị, cái nền tảng đầu tiên là các vị hãy khởi tâm vững tin tam bảo trước, để từ cái niềm tin rất là vững chắc như kim cương bất hoại, các vị mới đi vào cái tầng đầu tiên của người tu, là cư sĩ hay là Phật tử hay là tu sĩ gì cũng như nhau, đó là niềm tin nhân quả được đặt lên hàng đầu. Chưa có cái gì anh gây nhân mà không gặt quả, và khi có niềm tin như thế này rồi thì ta sẽ có điều kiện nâng tâm thức ta đến một cái chiều cao, và tâm thức mình tương ứng với một cái tần số nào đó, tức là nâng cấp tâm hồn mình lên đến một cái tần số nào đó, thì mình gặp được chánh pháp, gặp được các bậc chân sư, gặp được các bậc đạo sư, hay là gặp được các bậc thiện tri thức. Đây là điều thứ nhất. Cho nên ở trong cái bài kệ ngữ này, này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, nó không phải là xa vời nghe, có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và đừng có hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu, vì chân sư nhiệm màu, vì chân sư đó có thể mang lớp áo của ông thầy tu, vì chân sư đó có thể mang lớp áo của một người cư sĩ, vì chân sư đó có thể mang lớp áo của anh ăn mày ngoài đường phố nghe, anh ăn hôm đát ngoài đường phố, vì chân sư đó có khi không khoác lớp áo của người tu sĩ Phật giáo mà khoác lớp áo của những vị linh mục, mục sư, vân vân. Thưa các vị, chân lý có mặt không phải trong một giới nào, có mặt không phải là một đặc quyền cho một nhóm thầy tu nghe, chân lý có mặt có khi trong một cuốn sách của một người rất bình thường nhân gian, thế nhưng mà nó khơi động được tâm thức của các vị. Kỳ thật là có những quyển sách các thầy viết, thưa các vị, chỉ là chữ với nghĩa nó nối kết lại để thành một cuốn sách, nhưng mà có những cuốn sách của những người không phải là người tu, thế nhưng mà trong đó nó có lửa, nó bốc lên như này, nó bừng bừng lên như này, nó truyền đạt được cái ý niệm của từ bi, của nhân ái, của vị tha, của thương yêu và của chân lý. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng trong những lời của các thầy viết kinh sách đó mới có cái chân lý trong đó. Mình đã đọc rất nhiều sách của các thầy họ viết. Thưa các vị, dường như là chỉ có chữ nghĩa, và để có nhiều đầu sách cho quay với thiên hạ, có khi người ta viết vài chục cuốn nhưng mà tìm ra được một cuốn có cái chất lửa thực sự gì như kiếm không có. Chứ đừng tưởng sách nào mang cái tên của các thầy đều hay, có khi không phải vậy. Cho nên chân lý có mặt không phải là, không phải là chỉ có trong đạo Phật nhé. Đây là điều thứ nhất, đang hiện hữu ngay đây và bây giờ. Thưa các vị, mình muốn thưa với các vị rằng là các bậc đạo sư, các bậc chân sư, các bậc thiện tri thức của truyền thống Tịnh Tông, Mật Tông, Thiền Tông, ba tông phái là ba tông phái lớn đạo Phật nghe, luôn có mặt, luôn hiện hữu ngay nơi cuộc đời này, tùy vào cái mức độ tâm thức của các vị nâng lên đến một mức độ nào đó, hay nói một cái khác là tùy cái niềm khát khao tu tập của chúng ta dâng lên đến một cái mức độ nào đó, thì các vị gặp những cái vị chân sư có khi là quá thân của Bồ Tát Quan Âm, như trường hợp của ông Thợ Săn này, không biết cái duyên gì kỳ lạ, chắc cũng đã từng gây nhân lành cho nên gặp Bồ Tát Quan Âm hiện thân. Và khi Ngài hiện thân thì Ngài có nói Ngài là Quan Âm không? Thấy anh chàng Thợ Săn thôi mà vô cùng ác độc phải không? Mi bắn một mũi tên mà một vài con thú thì đồ trẻ con, ta là ta bắn một mũi tên chết 300 con mà Mi có kinh khiếp không? Thế rồi dạy người ta bắn tên chứ có phải dạy tu gì đâu. Ấy vậy mà quá thân Bồ Tát Quan Âm đó, và tự nhiên là thay đổi được người kia trở thành lành thiện. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là trong truyền thống mật thừa, các vị đạo sư tu tập tới nơi đều có thần thông cả. Còn chúng ta thì, thưa các vị, có khi đợi tới chừng nào có thần thông, trên mục tiêu chưa có thần thông, phải không? Do vậy cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng là trong cái thời này không có các vị đạo sư nha. Có điều mắt của mình nó phàm quá, mình chỉ thấy phàm thôi. Mắt của anh mà có tu tập, có một cái chút cái thánh thì anh nhìn ra được thánh.
mắt anh, đơn giản mình ví dụ thôi, mắt của anh mà có cái kỹ năng hay là có cái trình độ nghệ thuật về âm nhạc, về hội họa, anh nhìn cái thằng bé nó quạt quẹt vài nét, anh biết cái tài năng nó đang tiềm ẩn á, nó sẽ thành họa sĩ. Chuyện này đâu phải khó hiểu. Cho nên chân sư, đạo sư, thiện tri thức đang có mà tâm ta nó chưa đủ chín mùi, chưa đủ niềm đam mê tu tập, cho nên mình không thấy. Đây là điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai. Mình muốn thưa nó là chân lý đang hiện hữu. Điều thứ hai, chân lý là chi? Chân lý là chi? Thưa các vị, chân lý là một từ ngữ, người ta có thể giải nó nhiều cấp độ nghe. Cái điều vô cùng dễ hiểu là cái niềm khao khát được sống an lạc, phải không? Được sống hạnh phúc là cái đỉnh của mọi đời sống người ta đều vươn tới. Thế thì cái chân lý ở mức độ bình thường nhất, cả nhất là làm thế nào sống an lạc, sống hạnh phúc. An lạc hạnh phúc cá nhân đó là thân tôi ít tật bệnh nè, nó khỏe mạnh nè, nó điều hòa nè, nó không có phiền não, không có xung động, là hạnh phúc đến với tự thân. Là hạnh phúc nó không dừng, hạnh phúc nó phải đến với đời sống gia đình nữa. Gọi là chân lý của đời sống bình thường đó là sống làm thế nào để có hạnh phúc. Mà nếu mình chưa có thiết lập được cái nền này, tức là các vị còn chưa đứng được trên đôi chân các vị, mà các vị đòi lên tới trời cao, thì cái chuyện này nó rất là vô lý. Kinh Bách Vũ có chuyện hay là có anh chàng đó, anh thấy người ta có một cái nhà 3 tầng vô cùng đẹp. Anh kêu thợ tới, tôi muốn cắt cái nhà 3 tầng như thế này. Anh không cần cắt 2 tầng dưới, cắt tầng trên cho tôi thích cái tầng trên thôi. Và kiến trúc sư nói dạ thôi, tôi lại ngài, tôi chỉ có thể làm được là khi anh cắt tầng dưới, rồi cắt tầng giữa tôi mới cắt tầng trên, chứ anh biểu tôi không cắt 2 tầng dưới, anh không cần anh cắt tầng trên thì có trời nào mà làm được. Cũng giống như anh chàng kia vậy, anh đi làm một ngày được có 5 đồng bạc thôi, thế rồi đói quá anh đi mua, vô cùng tiết kiệm cho nên mua 1 đồng một cái bánh ăn không rồi, mua cái thứ 2 đồng nữa, mua tới đồng thứ 5 ăn mới no. Anh tiếc vô cùng, chết chết chi mà ta biết vậy, ta mua cái đồng thứ 5 thôi, tức là mua cái thứ 5 thôi, mắc gì phải ăn 4 đồng trước, 4 cái bánh trước, đó là vô lý, ăn nó không no. Cho nên nếu biết thế này thì ta ăn 1 cái thứ 5 đủ no rồi, có chuyện này không? Thế nhưng mà cũng có cái thành phần khùng khùng người ta nghĩ rằng như vậy, tức là đã có người muốn cắt cái tầng thứ 3, muốn ăn 1 đồng, tức là cái bánh thứ 5 thôi đủ để no. Thì cái tình trạng chúng ta, thưa các vị, không thiết lập được hạnh phúc ngay đời sống tự thân, đời sống gia đình, không có sự hài hòa nhất định trong đời sống bình thường, thì các vị làm sao vươn đến tầm cao của công trình tu tập được. Chuyện này nó là chuyện tất nhiên nha. Mình cứ nghĩ rằng mình xô gia gia đình mình bỏ bê, không bận tâm chi về đời sống gia đình, mình chỉ có cái việc quan trọng đó là tôi tới chùa tôi tu thôi, tôi chỉ tu với chùa thôi, tôi không có tu với gia đình thôi. Điều này đúng là sai? Tôi chỉ tu với mấy ông thầy thôi, còn cái nhóm con cháu và gia đình và người thân thôi tôi không tu được. Nhóm này là cái nhóm từ cõi nào xuống cho nên nó phá rối quá. Đó, thế thì cũng sai thưa các vị. Các vị phải thiết lập cái nền tảng căn bản là tự thân, gia đình, rồi mới tới đời sống tu tập nghe. Thế rồi người ta hỏi nhau, thế thì cái điều vô cùng căn bản thiết lập đời sống hạnh phúc tự thân, ta cần cái gì để có hạnh phúc? Thử nói cho nhau nghe, bây giờ ta cần thêm cái gì để ta có được niềm vui, có được hạnh phúc đây? Cái ta đã cần trong quá khứ, mình đã từng bỏ nước ra đi, thách đố với tử thần khi vượt ngang qua Thái Bình Dương, phải không? Một sống là bao nhiêu chết vậy? 99 chết. Một là anh chìm để cho cá ăn, hai là anh bị hải tặc, ba
Không chắc là anh có mặt nơi nước Mỹ này đâu, tại vì cái nước thứ ba đón anh có thể là Phi Châu nó đón anh qua đó là làm sao. Thế thì thưa các vị, đã từng đầu tư toàn bộ năng lực của đời sống, thậm chí là cả sinh mạng mình để tìm được cái nền niềm an bình hạnh phúc, thế rồi các vị rời quê hương Việt Nam, các vị đi ngang cái đoạn đường sống chết, các vị có mặt nơi đây, tôi cho phép là chúng ta bỏ 10 năm để lo âu, để phiền muộn, để khổ sở đi. Đó là 10 năm chi? Vừa học nè, vừa làm nè, từ lương ba cọc ba đồng để có được cái sự ổn định, có nhà, có cửa, có ngựa, có xe, nuôi con, nuôi cái đàng hoàng cho tới ổn định. 10 năm, ổn định chưa? 20 năm ổn định chưa? Thế rồi, 40 năm ổn định chưa? Cũng chưa luôn, cũng chưa luôn. Tại sao? Tại sao không? Thưa các vị, tại vì cái niềm mơ ước của chúng ta, cái hạnh phúc chúng ta nó không chịu dừng nghe, nó không có bằng lòng. Đầu tiên mình còn ở nhà thuê, người ta cắt cái gara ra làm 3 phần, cho mình 1 phần thôi, cả gia đình xúm xích trong đó, phòng ăn cũng đó, phòng ngủ cũng đó, và phòng khách cũng đó. Thế rồi mình mơ ước có cái nhà thôi, thì cuộc đời mình rất là hạnh phúc. Thế rồi có cái nhà cũng không hạnh phúc. Mơ ước được có cái xe cọc cà cọc cạch đi làm thôi là vô cùng hạnh phúc. Thế là có chiếc xe cọc cạch mình thấy không được, xe này sửa tới sửa lui đi đường rất bất tiện và rất sợ, phải có xe mới. Thế là mua được xe mới, hạnh phúc nó cũng bay ra phía trước, nó không dừng, nó như con bướm bướm vậy, gần có rồi gần nó thì nó bay mất, rồi nó hẹn đến bao giờ thì hạnh phúc nó dừng lại nơi các vị. Tới lúc các vị nằm trong bốn miếng ván, người ta đóng đinh cục cục, hạnh phúc nó dừng, lúc đó thì không còn sống để ước mơ điều chi. Thế thì thưa các vị, cái chân lý cảm giác của cuộc sống đời thường là dường như ta chưa hài lòng với đời sống của chính ta. Nếu các vị biết bằng lòng với đời sống của các vị ngay bây giờ, ngay nơi đây, thì hạnh phúc liền rớt xuống các vị, không cần tìm gì thêm nữa cả. Và có một nguyên tắc vô cùng đơn giản để cho hạnh phúc nó liền rớt xuống đây nghe. Hạnh phúc chi? Nguyên tắc chi? Thưa các vị, chỉ cần các vị mở cái trang, những trang website đó về cái tình trạng động đất ở Nepal, thì các vị thấy là mình có cần gì nữa đâu. Cần gì nữa đâu? Chưa động đất, chưa mất nhà, chưa bị sóng thần, chưa bị chiến tranh hoạn họa. Mỗi sáng ta đều lái xe đi làm, ta đều có miếng cơm ăn, mở tủ lạnh ra còn có nước để uống. Người thân ta còn ở quanh ta, họ chưa chết, hạnh phúc rồi. Hình hài này vẫn còn khỏe mạnh, chưa bị tật nguyền, chưa có một cái hạt mầm ung thư cài vào đây, hạnh phúc rồi. Gần nhất là lỗ mũi nó không có bị xỉ, ta không bị xỉn mà là hạnh phúc, phải không? Xỉn các vị hình dung rằng là đâu phải sung sướng. Hãy nhìn những người bệnh xỉn ra. Và ta chưa đến nỗi ngồi trên xe lăn hoặc nằm trên giường bệnh, người ta treo lũm đũm lùm đùm 12, 50 cái loại túi. Túi nước biển, túi thở, túi nước tiểu tháo ra, nào túi phân vân vân. Các vị hình dung rằng đi không được. Ngang đây các vị nhìn lại đời sống thì các vị đủ để tự hào rằng là ta còn có những ngày vô cùng hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc nó không phải là cái gì phải đòi hỏi thêm. Hay gần nhất cái tiêu ngữ chúng ta cần vận dụng đó rằng là hạnh phúc là hãy nhận diện cái anh đang có, chứ đừng nhìn cái anh đang thiếu. Hãy nhìn cái ta đang có. Nếu khi mình nhìn cái mình đang có, hạnh phúc nó liền có mặt. Nó không có hàm nghĩa rằng là mình an phận, mình không có làm cho đời sống mình phát triển nghe. Mình vẫn phát triển, nhưng mà chuyện phát triển là chuyện tương lai. Chuyện giàu là chuyện tương lai. Chuyện con cái mình nó vươn đến tầm cao của xã hội, nó học hành ra trường, nó làm kỹ sư, làm bác sĩ, hoặc nó học luật, nó làm thống đốc tiểu bang là chuyện sẽ xảy ra. Nhưng mà ngay bây giờ mình phải biết hưởng thụ đời sống của mình ngay hiện tại, thì gọi là người chi? Thông minh. Thưởng thức được đời sống từng ngày là thông minh. Bằng không mà thưa các vị đợi tới lúc mà mọi cái loại vật chất hay là mọi niềm mơ ước nó có mặt quanh các vị, lúc đó các vị thở phập phiều trên giường bệnh và người ta đang cho các vị thở oxy, thế thì hạnh phúc nó không còn giá trị chi nữa cả. Cho nên hãy thưởng thức đời sống ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và cái câu kệ ngữ này,
chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Cũng hàm nghĩa rằng an lạc, hạnh phúc nó đang hiện hữu nghe, ngay đây và bây giờ, xin anh đừng cất công tìm ở bất cứ nơi đâu cả. Câu này ta có thể chữa lại cái chữ này: hạnh phúc nó đang có mặt bây giờ, đang ở với anh. Anh đang thụ hưởng đó, anh đang dẫm đạp trên hạnh phúc đó. Kỳ thực đời sống mình nó có cái điều kỳ lạ rằng là đợi những cái thứ mất đi mình mới nuối tiếc, và những cái đang hiện hữu thì mình không thấy quý. Ví dụ có một bà vợ bà phải cái bệnh càm ràm, mình trách trời trách đất, chứ chi mà cái của nợ này chết giùm tôi cho tôi khỏe. Có khi người ta giận dữ đến độ vậy, thế rồi lỡ bà chết cái mình cảm thấy cuộc đời vô cùng hiu hắt, chứ chi mà đi làm về có một người càm ràm thì vẫn còn hạnh phúc đó chứ. Và thưa các vị, cái chuyện này nó là chuyện dường như xảy ra trong mọi đời sống nhé. Các vị hình dung rằng là mình có một bà cụ, tức là bà mẹ mình đó, và mình nghĩ là chưa ai hạnh phúc hơn mình, tại vì mình chọc mẹ của người ta thì người ta chửi chết, chọc bà già mình đi không có tội vạ chi cả, mà bà cười te tét và rất là vui. Là mình với chú em của mình, thưa các vị, chú em mình thì rất có hiếu, không có giống như mình dường như không có hiếu nhiều, cho nên mình trêu bà thoải mái thôi. Mình nói: tôi nhớ hồi xưa ông già tôi vẫn coi được lắm chứ, mà sao bà nội xách dù đi cưới nhận cái bà xấu đuôi xấu điếc vậy, rất là giận. Nó nói: thôi đi ông, tôi đâu đến nỗi xấu. Thế rồi những người phật tử vui chung quanh nói: bà Tám có phải người Bắc không mà bà răng đen như vậy? Mình nói: không, 15 tuổi là đã ăn trộm trầu bà ngoại ăn trầu rồi, và tới bây giờ răng nó đen như hạt na, tức là như dân Bắc thứ thiệt dụng răng đó. Thì các vị dùng là bao nhiêu của tiền nó vô đó. Nhưng mà cái điều vô cùng ân hận đó là hồi cái thở sinh tôi ra cái miệng trầu như vậy mà nhai cơm cho tôi ăn, mới là cái chuyện đáng tức chứ. Và các vị hình dung rằng là cái miệng ăn trầu làm sao mà xúc cho sạch, nhai miếng cơm thì nó đỏ như cái bã trầu ấy chứ. Thế mà hồi đó mình không biết, mình cứ ăn, mình nghĩ rằng nó ấm và nó ngon. Bây giờ biết thì đừng có hòng trời biểu toàn của nó. Thưa các vị, thế rồi cái điều rất vui là 80 mấy 90 rồi nhưng mà trí nhớ còn vô cùng minh mẫn. Và mấy đứa em nó hỏi chứ sao bà già hay vậy? Tôi nói: nhờ hồi xưa bà chữ lộn đó, chữ lộn hay cho nên cái trí nhớ nó minh mẫn. Thưa các vị, cái điều dễ thương là nói chi thì nói bà cười te te. Và thưa các vị, nói như thế để trở lại cái việc chúng ta nên lưu ý rằng là các vị còn có người thân là điều hạnh phúc nhé. Mẹ còn, bố còn, người thân còn là hạnh phúc. Cơ thể còn khỏe là hạnh phúc. Sẽ có một lúc mẹ mình ra đi rồi mình muốn trêu một câu, trêu không được, trêu ai. Và không có gì thích thú bằng là đem bà già mình ra nói xấu cả. Nói xấu thiên hạ thì sợ hơi, nhưng mà nói xấu phải làm thì thoải mái vô cùng. Đi cùng trời cứu đất, cứ đem cho bà nhà quê của mình ra mà khoe thôi. Và các vị có thể hình dung rằng là lên phi cơ của chúng ta ngồi chầm hởm chơi. Tại vì nhà quê đã quen cái cách rồi. Mấy đứa nó đưa lên xe hơi ngồi cũng vậy, ngồi rút chân lên không thầm chăng được, ngồi cái kiểu nước lụt ở nhà quê chịu nổi không? Ủa, thưa các vị, thế thì cái điều mình trở lên đây nói cho vui, nhưng mà điều mình trở lên đây là thế này. Thưa các vị, đôi khi có những người con họ rất là phiền muộn vì bố và mẹ của mình rất là vụng về, ít học, cái cách hành xử nó rất ư lạ, rất ư lạ, đối nghịch với cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà nếu các vị là người có một chút công phu tu tập thì các vị sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình thì rất là văn minh, rất là văn hóa, và ông bà già mình thì rất ư nhà quê. Tôi không biết các vị có thể quan niệm được điều này hay không, nhưng mà riêng tôi thì là như thế. Và thưa các vị, mình nghĩ đây là cái tâm trạng chung của chúng ta nghe. Các vị trưởng thành trên đất Mỹ, đôi khi các vị rất là phiền muộn vì ông bà già của mình có cách hành xử nó rất là vụng về,
Tại vì cái tập khí văn hóa của Việt Nam mà. Thế nhưng mà nếu mình có tu thì cái chuyện này nó khác à. Thưa các vị, cái chi nó đến với mình cũng là loại niềm vui được cả. Niềm vui đến dĩ nhiên là một loại hạnh phúc cho mình, nhưng mà có khi những nỗi buồn, những cái trái trứng trở trời, những cái bất như ý của đời sống nó đến, mình cũng có thể coi nó là niềm vui được, mỉm cười nhìn nó. Và cuộc đời này, cái sự thông minh của các vị nó nằm tại chỗ này để các vị tạo hạnh phúc cho các vị, chứ không phải nằm chỗ khác nha. Mình đi làm về, mới vừa vác mặt vô rồi gặp cái bà vợ mặt mày một đống, không biết các ông có gặp tình trạng này không. Mình rất là phiền muộn, đã cực nhọc ở nhà, ở sở làm rồi về nhà lại chịu cái nỗi hành hạ này. Nhưng mà ví thử các vị có thể mỉm cười một tràng rất là thoải mái thì mọi việc nó khác. Người ta gây khổ cho mình, người ta chọc giận mình, người ta đổ vạ vào mình, nhưng mà mình có thể cười những tràng dài, mỉm cười đón nhận những điều này như những niềm vui, thì thưa các vị, chuyện nó thay đổi lạ kỳ. Thử làm coi. Dĩ nhiên cái này dường như người ta nghe tôi tưởng những lý thuyết, nhưng mà không phải lý thuyết, nghe cái này thật, các vị làm đi rồi các vị mới thấy hiệu quả. Tóm lại, niềm vui hạnh phúc thưa các vị nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Có điều cái đầu của ta chuyển được thì mọi thứ dù là khó khăn cũng trở thành niềm vui và hạnh phúc. Mà không chuyển được thì chuyện gì phát sinh? Cái loại mà ta gọi là hạnh phúc, cái loại mà ta gọi là niềm vui, nó trở thành một loại bất hạnh đó. Chuyện này là chuyện tự nhiên. Có những cái trường hợp mình biết là, thưa các vị, là có một Phật tử á, ông phải một cái tội đó là cực thông minh, thế nhưng mà thì cái đầu nó hơi nó hơi lãng lãng một tí, tức là về cái khả năng chuyên môn thì ông vô cùng giỏi, nhưng mà cái khả năng để ăn, để uống, để tắm, để giặt, để sinh hoạt thì ông rất ư là nghển ngãn. Cho nên bà vợ bà phải làm một việc đó là tích can, như tích can của em bé. Giờ này ông phải ăn nè, giờ này ông phải uống nước nè, giờ này ông phải đi tắm nè, giờ này ông phải đi bộ nè. Thế là một hôm hai bố con ngồi nói chuyện nhà, nói mình bị thương đó con à, chứ không phải được thương đâu. Cái khốn khổ này còn tệ hại hơn là người ta ghét. Thì các vị hình dung rằng là cũng là cái tình trạng như vậy, nhưng mà với một người, người ta cảm thấy đây là hạnh phúc thì hạnh phúc chứ. Thế nhưng mà họ thấy đây là sự ràng buộc, đây là sự khống chế, đây là sự áp đặt, thế thì họ bất hạnh á. Rồi có những trường hợp, thưa các vị, người ta mơ ước rằng được có một người chăm sóc người ta, một miếng ăn, một miếng uống, nhắc người ta đi tắm giùm thôi là họ cảm thấy lòng tràn hạnh phúc chứ. Còn có những người, thưa các vị, đó là một loại cực hình. Tóm lại, hạnh phúc nó có mặt hay không tùy cái đầu của ta nghe, cái đầu của ta. Và điều thứ hai xin kết lại đó là chân lý nè, hạnh phúc nè, niềm vui nè, an lạc nè, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, không phải là cái các vị chạy đi đằng đông đằng tây gì để tìm cả. Các vị biết cách sử dụng đời sống các vị thì các vị hưởng được an lạc hạnh phúc liền, ngay lúc đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, ngay trong hoàn cảnh của mọi người. Chúng ta có quyền làm cho điều này nó tràn đầy thân tâm ta. 11:30 rồi đó. Mình nghĩ rằng là sẽ có lần sau chúng ta tiếp lại cái bài học này. Mình chỉ đi mới một phần rất là cạn, trong khi cái điều mình muốn nói là chân lý nó đang có mặt ngay bây giờ và ngay nơi đây. Cái điều cạn của chân lý, cái nền để thiết lập đó là hạnh phúc của các vị trong đời sống bình thường, mình chỉ mới khai triển cái phần rất là cạn mà thôi. Hẹn chúng ta sẽ gặp lại điều này vào lần tới. Bây giờ dừng ở đây. Cảm ơn mọi người. Dạ, thôi mời các vị chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
Thưa đại chúng, là mấy đứa đệ tử nó có mang đến đây để cúng dường cho đại chúng hai cái DVD, một cái CD. Cái chủ đề là trong suốt như ngọc. Đây là chủ đề mình giảng tại Phật Tổ kỳ trước. Thì có một cái chủ đề cũng trong suốt như ngọc mình dạy ở Quan Âm, và đây là hai cái DVD. Các vị lưu ý rằng là có cái chữ DVD đó, tức là các vị bỏ vô coi hình. Còn không thì các vị cứ nghĩ rằng là sao cái này nó không có cái gì cả nghe tiếng thì không được nghe, bỏ vô xe để nghe thì không được. Rồi hai cái CD, và các vị có thể bỏ vô xe để nghe, đó là một là Kiến Vọng Từ Dưỡng Tân Trang, tức là lời pháp âm của Tuệ Trung Thượng Sĩ Đồng Vọng Từ Dưỡng Tân Trang lan đến thành phố Thăng Long, Hà Nội vào thế kỷ thứ 13. Lời của ông rất là hay. Và một cái CD kế tiếp, cái chủ đề là Trong Suốt Và Chiếu Sáng, nói đến cái thể tâm thanh tịnh, chiếu sáng, tâm Phật bất động nơi các vị. Nó vốn là vô nhiễm, vốn là trong suốt, vốn là tỏa sáng. Hai chủ đề của hai cái CD, các em nó sẽ cúng dường đến cho các vị. Các vị ngồi yên rồi các em nó mang đến. Nếu các vị không có nhu cầu coi DVD thì các vị không lấy. Nếu các vị có nhu cầu coi DVD thì các vị lấy. Còn không thì đem về rồi vắng vốn. Thì các vị có thể thư giãn, duỗi chân ra so bóp trong lúc đợi DVD và CD của các em mang đến.